Mới đây, trên mạng xã hội có đăng tải đoạn clip chân thực quay lại cảnh với nội dung ấm lòng đêm 29 Tết và sau đây là nội dung chi tiết đoạn clip. Theo đoạn clip khoảng 3 giờ 17 phút rạng sáng ngày 8 tháng 2 năm 2024, một người đàn ông bị ngã trước cửa một ngôi nhà ven đường, có vẻ như người này đã quá say không thể điều khiển xe được nữa, cũng như không đủ sức lực để nâng xe máy lên khỏi mặt đất được. Thời điểm này xuất hiện một đôi nam nữ đi trên cùng một xe máy. Đã đến hỏi thăm rất tận tình, ra tay giúp đỡ rất nhiệt tình, nhưng sau đó là cái kết khó mà tin được. Sau khi thử kiểm tra xe có bị hư hỏng không thì người thanh niên đã dồ ga và chạy biệt tăm trước sự bất lực cũng như thất vọng của người đàn ông. Qua đây chúng ta cần phải cảnh giác thêm vấn đề giả vờ giúp đỡ người khác để tìm sơ hở mà trộm cắp hoặc cướp tài sản của người khác như thế này. Hành vi của cặp đôi này đã bị toàn xã hội lên án, nhiều người đã cho rằng lòng người bây giờ thật khó đoán. Thật giả khó lường, chưa chắc gì họ giúp mình thật sự. Thank you.